Ok, ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Bình luận viên riaki Đừng quên like và subscribe kênh của Bình luận viên riaki Để cho mình có thể có giúp phổ biến nhiều kiến thức esports hơn Dành cho tất cả mọi người nha Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về đó là Free Fire Việt Nam Các đội bán chuyên ở Việt Nam lâu rồi tôi cũng không để ý đến cái nhóm bán chuyên nữa tại vì thực ra sau cái khoảng thời gian thăng hoa của Free Fire Sport Việt Nam cỡ năm 2020 2021 ấy thì sau đó các cái giải custom rồi uh, số lượng các đội bán chuyên nó cũng sụt giảm nên thật ra bây giờ cá nhân tôi nói thật là tôi cũng không nắm được là các đội bán chuyên ở thời điểm hiện tại thì họ đang uh, hoạt động như thế nào cũng như là đang chơi những cái giải đấu nào. Uh, tuy nhiên thì uh, cách đây khoảng vài ngày tức là hôm uh, 19 cho đến à hôm 20 21 tháng 1 vừa rồi cái này hai ngày cuối tuần vừa rồi thì bên Ghana Việt Nam đã tổ chức xong cái vòng sơ loại của cái giải Free Fire World Series Việt Nam 2024 mùa xuân thì cái giải này sẽ chọn ra các đội để uh, tìm ra các đội đến với vòng chung kết uh, của vòng loại uh, để mà tìm ra được gọi là những cái đội sẽ cùng với WG Team Flash và P Sport tham gia FIFA World Series C Spring. Tất nhiên là con đường này đến với cả C Spring là một câu chuyện khá là dài và các đội này sau khi vượt qua vòng bảng xong ấy thì họ sẽ còn phải đấu với ba đội mà nằm ở cái hạng nằm ở cái nhóm mà trụ hạng lại VFL mùa trước đấy là đội uh, ranking Sport V Gaming và God of War. ba đội đó là ba đội mà nằm trong top 6 nhưng mà không có bình xuất trực tiếp tham dự đó là FIFA World Series C Spring thì ba đội đó sẽ hợp cùng với 9 đội vượt qua được vòng loại để đến với cái giải đấu kéo dài trong vòng 3 ngày từ ngày mùng 2 3 và 4 tháng 2. Thì uh, mùng 2 3 và 4 tháng 2 tôi cũng sẽ có bình luận, tôi sẽ bình luận cả ba ngày đấy ở trong cái giải tôi bình luận trên kênh Nguyễn Tội Sinh Tồn bên ngày Na. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, uh, soi một tí về danh sách của những cái đội mà danh sách của những cái đội mà mà có uh, có tham gia đầu tiên là ở bảng 1 Đấy, không phải chia thành mặt A B C mà bằng 1. Đó một thì chúng ta có sự xuất hiện của số 1 là TXG. TXG thì tôi biết đó là Tuyền Su Gaming, à Tuyền Su Gaming. Team này được lập ra bởi uh, YouTuber Tuyền Su, một bạn mà thật ra bạn này hoạt động khá lâu ở trong uh, uh, mảng streamer ở Fifa rồi, nhưng mà tôi thấy là khoảng thời gian khoảng 1 2 năm trở lại, khoảng 5 2 năm trở lại đây thì bạn này khá là nổi uh, làm nội dung short thì uh, bạn trai của tuyển su gaming theo tôi biết là night High đấy một cựu thành viên của một đội thi đấu tại uh, vfl mùa trước thì lập ra cái team tuyển su gaming này đấy lập ra team tesker này và đây là một trong team rất đáng gờm đội thứ hai là vua chuối banana king đấy banana king nghe tên đúng là nghe tên ở đây nó không không có gì ấn tượng cả đội thứ ba là blaze warriors uh, những chiến binh bốc lửa đội thứ tư là k sport e sport đội thứ năm là mzsg mdsg tôi không biết là tên đội ra gì, gì luôn đội thứ sáu là good game e sport này, good game e sport đội thứ bảy là black four bốn, bốn, bốn đen hoặc đen bốn <laughs> Đội thứ 8 là Super Sài Gòn Nhưng mà theo tôi biết hình như đây không phải là team Super Sài Gòn mà Đây không phải là team Super Sài Gòn mà thường hay chơi của Phú Đại mà đây là một team Super Sài Gòn khác có hai team Super Sài Gòn xuất hiện trong cùng cái vòng này tiếp theo là ba Y e team đấy ba Y e team thì những cái team ba Y e team này cũng là một team mà họ cũng khá là hay bắn uh, custom ngày xưa thì tôi nhớ không nhầm số 10 là Crew e Esports đội này thì là một đội mà tôi đã từng thấy họ xuất hiện trong một số các cái giải custom uh, trong cái giai đoạn từ hình như một đội này ngày xưa cũng có tham gia vòng loại tay tao buổi tối thì phải H&S viết tắt là cờ RE hay là cờ ES à, Tiếp theo là Phoenix Esports Và cuối cùng là ác chủ bài Nghe tên, nghe tên thấy kiểu muốn đánh bài ngửa rồi Khá kinh Đấy là bảng 1 Và cả cái bảng này họ sẽ đấu với nhau 5 trận Họ sẽ đấu với nhau 5 trận Không biết tại sao vòng loại chỉ đấu 5 trận Không đấu 6 trận như là Free Fire World Series Như là giải chuyên nghiệp Chỉ đấu 5 trận Thì tôi sẽ bình luận trận 3, trận 4, trận 5 mỗi ngày Đấy à. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với bảng 2 Chúng ta có Super Sài Gòn có dấu hoa thị Thì cái đội Super Sài Gòn mà có dấu hoa thị này là Super Sài Gòn có Phú Đại Đấy, đội trưởng Phú Đại Bên Nga nó hẳn phải ghi hẳn vào như thế Có Phú Đại <laughs> Tiếp theo là Sport Armor Sport Phú Thọ Sport Bảng này rất nhiều Sport Hà Nội Team Pepsi VN Hà Nội Team là một cái, cái, tên tuổi mà từ cái thời đội của Sark kê trẻ nghe đội của Shrek, của trẻ nghe của xỉu nhi nó là một cái thế lực thì bây giờ hà nội team vẫn có những cái bạn và bạn ấy duy trì cái đội hà nội team này tiếp theo là pepsi vn cũng là một đội khá sừng sỏ pepsi vn ngày xưa đã từng là á quân của giải sinh viên thời đấy là giải sinh viên giờ không thấy nó giải sinh viên nữa số 7 là xeo Hen, tiểu tiểu hen à tiểu 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 hến à tiếp số 8 là E-sport, team re đây là một team mà họ từng thi đấu thậm chí ở vfl rồi cái bảng này có một số đội từng thi đấu vfl ví dụ như là Phu, à, hà nội team hay là ricket Esports và một số đội bắn rất hay có giải bán chuyên là phú thọ esport phú thọ esport hình như là đội pte ngày xưa thì phải không biết là bây giờ còn còn, còn có các thành viên hay không như đội pte ngày xưa tôi nhớ họ là nhà vô địch cái thời bọn còn có PTE mèo ấy thì ngày xưa pte là đội vô địch của giải sinh viên của Pepsi VN là đội hạng nhì giải sinh viên nếu tôi nhớ cũng nhầm đội số 9 là đội PPT đây cũng là một đội mà thời gian đây tôi thấy xuất hiện ở trong uh, trong các cái giải custom ấy thì đội PPT này cũng là một đội mà được thành lập bởi một số các cựu thành viên của các đội chuyên nghiệp từ VFL ở mùa trước thì bây giờ họ không còn uh, nhà tài trợ không còn đội đứng sau thì họ tự tập hợp lại lập ra một đội để tự bắn với nhau đội số 10 là DCS Esports đây là một đội mà cũng đã từng từng xuất hiện tại tay đo buổi tối và rất nhiều các giải bán chuyên uh, như là VFL Series B ngày xưa Số 11 là Lion Group Thì theo tôi biết là Lion Group này là có thành viên là wg Cam Đấy, Cam người vừa thi đấu cho WG tại FIFA World Series vừa rồi Năm 2023 cũng như là hình như là có tài năng trẻ Alain Đấy Alain Và cuối cùng là BTE, Bến Tre e sport Bảng này có rất nhiều ông e sport Bảng này có 6 ông tên là Esports Gen Z e amory e Sport Phú Thọ Esports Rikid E-sport, DCS eSports, Bến Tre eSports quá ghê thì cái bảng này được đánh giá là bảng tử thần bảng tử thần tại vì tập hợp toàn những cái người mà đã từng thi đấu tại VFL nhưng mà tất nhiên là nếu như mà cái khả năng mà có trình mà chơi được ở trong bảng tử thần thì tất nhiên là vào trong à, vòng trong thì cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn kiểu như là mình được trải qua một cái gì đấy rất ghê nhưng cái bảng này tôi nghĩ là chất lượng nó khá cao bảng hai chất lượng khá cao tiếp theo bảng 3 chúng ta có P Sport Academy DJ Sport Phe Ui bảng này cũng toàn các bạn Rất là mạnh này P Sport Academy thì rõ ràng đây là một cái đội tuyển mà 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 Nghe cái tên P Sport nghe tên -E thôi đã thấy là nó lực rồi Đấy, DJ Sport mà một cái đội mà cũng đã từng thi đấu tại VFL Và cũng thi đấu rất tốt tại các giải bán chuyên Team Phe Phe thì không biết bây giờ đứng sau là Panda nữa hay không Hay là người khác Tiếp theo là team Freestyle Tiếp theo là WDT Sport Cái team WDT này mà Cái chữ D nó right, lại là chữ D ở Việt Nam cơ Thì team WDT này ngày xưa cũng là một team họ rất năng nổ tham gia các giải đấu eSports của tôi cũng khá bất ngờ khi mà team này đến bây giờ vẫn còn tồn tại ở trong FIFA Vì tôi nhớ họ bắn những cái custom của tôi từ hồi 2020 Tôi cách đây 4 năm rồi Tiếp theo là Dragon Infinity Đấy, tiếp theo là Dragon Infinity Dragon Infinity là team DGI năm ngoái năm ngoái thì Dragon Infinity họ đã thất bại trong cái việc là kiếm được vé tham dự VFL mặc dù có thời điểm họ rất gần với cái vé đấy rồi Hi vọng năm nay làm lại tiếp theo là SE tên rất ngắn gọn tìm tên, tên là xe À, team viết tên rất ngắn gọn không biết là SE xe là viết tắt của cái gì hay là tên team này nó chỉ là tìm mỗi tên là xe à, vào team mình tên là xe xe xong để là xì nghe phải hay không? <laughs> tiếp theo là Star Sài Gòn chúng ta có Super Sài Gòn chúng ta lại có Star Sài Gòn nữa xong rồi có hai team Super Sài Gòn khác nhau thế thì mày ảo số 9 là team khác kiếm chúng ta biết là team GK và một con đoàn cũ mà chúng ta thường hay biết đến với sự xuất hiện của cô tứ này ma cái minh ngày xưa nhưng bây giờ gác kiếm mới chắc là chất lượng họ sẽ không bằng ngày xưa được tiếp theo là MRC MRC là team này thiếu chịu luôn tiếp theo là FPS Esports tên cũng khá là lạ và cuối cùng là Spangler Gang thì cái đội Spangler Gang Spangler Gang này là đội này tên khó đọc thế SPL Gang này. SP Gang Spangler Gang thì cái đội Spangler Gang này cũng được lập ra bởi một số những cựu thành viên của các đội đã từng đi đấu tại VBL đội này cũng khá là ghê gớm tôi thấy họ được lên một cái highlight của bên Ngai Na Ok, nhưng mà nói trước bạn với chỉ cái tên team này chúng ta rất là khó để biết là thực lực các đội như thế nào. Nên tôi đã có xin được một quả rất hay. Đấy, tôi có xin được một quả rất hay và anh em thả tôi quả like tôi cho anh em xem. Thì tôi có đi xin được cái um, gọi là cái gì ta? Cái file tên của các game thủ. Có một số người có nickname, một số người thì không. Đây, thì tôi xin được tên của tất cả các đội. <laughs> cái này nó mới plot twist này. Đầu tiên là Phan Văn Luân này là nái khai 2 nếu mà tôi nhớ không nhầm. Nai 2 Bùi Thị Thanh Tuyền chính là Tuyền Xu. Nguyễn Duy Thái, nghe tên quen thế. Nguyễn Duy Thái tên rất quen, Thế Anh Trần Thành Đạt. Đấy, thì đây là team của Nai 2 Và team này tôi thấy rằng họ đi bắn custom có vẻ khá là ba cháy bộ chết. Khá là ba cháy bộ chết. Ở trong cái custom của NTN cũng có team TXK này. Đấy, team TSN này thì cái custom của bên uh, NTN eSport thì để xem là đội này là họ có những ai uhm, Tôi sẽ xem cái kênh của NTN eSport YouTube Để tôi xem là đội này có những game thủ đạo, Tại vì thực ra là nhìn vòng bảng như thế này thì Nhìn cái cái tên của họ, thật của họ này thì rất là khó để biết được là là họ 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 chính xác họ là ai nhưng mà chúng ta có thể nhìn qua cái screen ở Ntn thì bên screen ở Ntn thì rất thường xuyên là có mấy đội này rất thường xuyên là có mấy đội này Đó. <laughs> đây nếu mà theo tôi nhìn được cái danh sách của TXG TXG Ô, cái ngày ngày năm nay, nay này thì lại không thi đấu à lại không thi đấu để xem là có cái ngày nào mà có TXG thi đấu không đọc phát ra tên ngay đọc phát ra tên ngay Ô, dạo này cái đội TX ít thì đấu thế nhỉ <laughs> dạo này đội TX ít ít thì đấu đấy nhỉ tôi ta biết là Phan Văn Luân thì là nay anh hai thôi Còn khó nhỉ uhm. khó ta Đó ta tôi nhớ là cái đội TX này cũng khá là hay thi đấu ở giải của NTN nhưng mà ở đây chúng ta lại không tìm được tên Đó đây hiện tại tôi đang chưa tìm được tên đội TG này ok chúng ta có lẽ sẽ nói đội TG này sau nhưng đây là một đội có thực lực tiếp theo là Banana King Banana King chúng ta có Trương Minh Hiệp là Chiêu X5 Hờ Duy Smoke Nguyễn Quốc Toàn Nai và ni ni nick nick hc và tên ông thì đọc kiểu gì tên mày bình luận đọc kiểu gì anh em đội là một đội trông khá lạ mắt đội, là một đội trông khá lạ tôi cũng à... mặc dù cái tên BNK cây này thì nghe cũng có vẻ nó khá là quen lâu rồi tôi cũng không quan tâm đến cộng đồng uh, bán chuyên xin lỗi nếu mà tôi không nắm được thông tin đội này quá nhiều tiếp theo là blaze warrior chúng ta có Sirin, god go go hell karin vân anh Taro mà Vân Anh tên nghe như một cô gái nhưng mà lại là tạ Thanh thuật Đấy, khả năng cao là một ông đàn ông Đây là Blaze Warrior Đội này tôi cũng không có quá nhiều thông tin về đội này Thật sự à, không không có quá nhiều thông tin về đội này Cái này chắc là phải anh em nào mà hay theo dõi uh, bản chuyên cơ Có thể đây là một team uh, ở trên mạng Đấy, team này viết tắt là BW Đấy, BW Không có quá nhiều thông tin về đội này Tiếp theo là cây sport đội này thậm chí là còn chưa đặt tên nickname hiện tại là cái hệ tên nickname mà vẫn đang còn trống à, vẫn đang còn trống võ văn quyến mai thành tính trần nguyễn hữu quốc trần đào anh duy và nguyễn thành nhân cái này thực ra ấy, nếu mà bạn nào trong các team bán chuyên này ấy, có xem được cái video này thì các bạn comment ở phía dưới cái video này về thông tin của các bạn tôi sẽ làm một cái video khác về thông tin của các bạn à, hợp lý không hợp lý không anh em quá hợp lý luôn à, tiếp theo là chúng ta có mdsg phạm ngọc trọng Henry, Trần Tiến Lộc, Võ Văn Quý, Nguyễn Tuấn Kiệt, NTK, Trương Tấn Vinh. Ui, nhìn ông, Trương Tấn Vinh này trông quen lắm. Và nghe tên Trương Tấn Vinh nghe quen lắm anh em ạ. Mà mỗi tội là chưa đặt tên nick cơ, à, Hơi, hơi 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 khó. Tiếp theo chúng ta có Good Game Esports với Đông TM, Dun Dun, à, Newbie, Đức Anh, và Bermilo. Bạn <laughs> à, Nguyễn Thị Lan là tên là, tên là à, anh nghe tên Good Game Esports. Đức Anh, Newbie, dun dun Đông Tm, Bùi Tà Đông à, Tên hay phết à, Bùi Tà Đông Thì đây là đội đâu uh, à, Đây là đội uh, Good Game Esports với tắt là GGE Chúng ta sẽ có Black 4 Black 4 là tên quá quen rồi à. Ui, Black 4 là tên quá quen luôn Black 4 chúng ta có vị trí của Nguyễn Minh Tuấn Là B4 son Lích G Xuân Sinh Gái Bây giờ thành Xuân GGG Xuân ZZZ son đi ngủ à, người Ta có bé khóc Nguyễn Ngọc Phúc Bé khóc mà Bé khóc thì quá quen rồi Thi đấu ở team NTN Esports Năm ngoái bé khóc Bắn rất căng Một game thủ giỏi Biện Sơn Hoàng X Hoàng Một người chơi ở vị trí bắn tỉa Tiếp theo là Lê, Nguyễn Lê Duy Khang HTS HTS Một game thủ mà Năm ngoái thì Hathes cũng có một khoảng thời gian Mà được thay ra thay vào ở NTN Esports Bắn rất ấn tượng Và cuối cùng là Tăng thủy Quang TW thì ở đây đội hình chính thức của chắc là Son X Son bé khóc X Hoàng và Test thì có Son bé khóc với Test là thi đấu ở vị trí uh, uh, cận chiến này tầm gần này có X Hoàng là chơi ở vị trí uh, bắn tia thì đây là một đội mạnh thì tôi nghĩ cái bảng này có Black Four mạnh TXG mạnh Black Four và TXG là bảng là đội mạnh ở bảng này nghe tên thấy lực rồi nghe tên thấy lực rồi Tiếp theo thì có một đội cũng cái đội Super Sài Gòn này thì có Yan Bi thì Yan Bi này hình như là một cựu thành viên của Super Sài Gòn hồi xưa thì phải. Fan Yan Bi Tiken P04 Vũ Đức Phong, Ghost và Pé Heo. Pé Heo Lê Hà Mi chắc là Pé Heo hay chắc không vào bắn đâu. Pé Heo hay chắc không vào bắn đâu. <laughs> Đấy, nhưng mà đây chúng ta thấy là đội này cũng có vẻ đội Super Sài Gòn không có phú đại. Bây giờ cũng phải có Super Sài Gòn nhưng mà không có phú đại. À, thì có vẻ đội này uy tín có yan yan bi yan bi là khác yan bin của team flash anh em nhá đây là yan bi à, thì team mẹ có vẻ uy tín bảng này tính ra trộm căng vết bảng này thì pick được ba đội là mạnh này này tế cờ này rồi super sài gòn này rồi black four này trông vẻ kinh tất theo là ba y e team ba y e team ở đây chúng ta có cam hèo burst tp lvt 04 bé bé fan mà bo be những người lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên luôn Thực sự ở team này tôi không có nhiều thông tin chưa có ấn tượng gì về họ từng xuất điện đây là Cruel Esports với Duy Phan TCM 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 Trần Công Minh à bạn TCM này ngày xưa từng thi đấu cho một cái team gì đấy bạn TCM từng thi đấu cho một team bán chuyên gì đấy tôi vẫn nhớ tên ông này TCM The Shin Quy Vinh và Yu Tami Yu Tami tôi thấy có TCM, TCM Đấy. Nhưng mà, mà không biết như nào Nhưng đội Cruel Esports này là một đội mà Mà tôi thấy họ khá là chăm bắn các giải custom từ lâu 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 rồi Bắn từ cái hồi 2021 Thì như là ngày xưa tay tao buổi tối bạn họ có tham gia hay phải Thế bây giờ ta có Phoenix Esports với Lang Bảo Quân, God LBQ Đấy. Trung Hạnh, à. Trương Văn Tổng và Mạnh Trần đây cũng là một team có thực lực đây là một team có thực lực gót em gót lbq này tôi nhớ là cũng đã từng thi đấu các giải bán chuyên rồi lang bảo quân tên tại vì tên bạn này rất là ấn tượng tôi vẫn là nhớ cái tính các bảng này nó cũng sẽ có sự cạnh tranh khá kinh cuối cùng là át chủ bài đội át chủ bài này cũng là một đội mà đã tồn tại một khoảng thời gian lâu rồi acb trà đào bâng 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 cây à, may không phải bâng lai <laughs> bâng lai lai bâng chết <laughs> có hai người chưa đặt tên là dương văn trí và lê đức hoàng thái à, đội ấy viết tắt là acb át chủ bài à, trần hữu vinh acb hữu vinh Đó là bảng một chung là bảng một thì tôi đánh giá cao uh, tất nhiên là tôi đánh giá cao ở trên những cái trường hợp mà tôi biết thôi ví dụ như là e sport này hay là vị trí của super sài gòn này hay là đội uh, e sport cũng là một đối thủ khá đáng gờm không biết các đội khác là như nào mấy đội ra như nào À có cái đội của thằng Black Four đó nói chung là cái bảng này nó bởi vì một bảng này chỉ lấy có 3 đội thôi thế nên là câu chuyện mua tranh top 3 nó một cái rất đau đầu mà 5 game thì đội nào có hai cái bu là coi như chắc chắn đi tiếp tiếp theo đội thứ hai đội thứ hai à, bảng thứ hai thì đầu tiên là Super Sài Gòn là Super Sài Gòn là Super Sài Gòn là trên là Super ông sờ ai sai Sài còn ngon miền Gòn còn đội Super Sài Gòn ở Phú Đại ở dưới là Super Sài Gòn Sài Gòn Đấy Super Sài Gòn Đấy Kiểu nói tiếng Anh ấy Thì có Bùi Thiên Phú là Phú Đại Quá quen thuộc với chúng ta rồi Người đội trưởng huyền thoại Heavy Lưu Công Toàn à, SS Toàn 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 này Mùa trước có bắn Mùa trước Toàn bắn khá hay Mùa trước Toàn bắn khá hay Mỗi tội là Bắn nhiều tình huống hơi cầu thả tí Tiếp theo là Minh Thuận B52 Và Quốc trưởng CEO Thì B52 với CEO cũng là những game thủ mà có rất nhiều kinh nghiệm rất nhiều kinh nghiệm đây sẽ là một đội mà có thể coi là ứng viên cho một suất để đi tiếp ở trong bảng này dài các bạn ơi cứ có phú đại là bắn là hay rồi ấy. cứ có phú đại bắn là hay rồi ấy. chả nói gì đến chuyện gọi là 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 các thành viên khác như nào tôi nghĩ đây là một đội mà sẽ có khá là nhiều fan hâm mộ khá nhiều người quan tâm tiếp theo là Genji Sport chúng ta có Trung Hiếu Nguyễn Hữu Trung Hiếu bạn này là một bạn uh, có kết bạn Facebook với tôi bạn này cũng rất là theo dõi Facebook cũng rất là, uh, theo dõi YouTube và Facebook tôi rất là nhiều tí tôi nghĩ là kiểu gì bạn sẽ comment ở dưới video này đội này viết tắt là GGE GGE GZE Trung Hiếu và Nguyễn Hữu Trung Hiếu bạn này có Facebook với tôi đào gia Thiều G Thiều Lương Việt Cường L Cường gờ à, G Thiều, L Cường và Nguyễn Quốc Khánh, Yuma và Đỗ Đỗ Khải. Đỗ Quang Khải. Đội này lấy đúng tên nhỉ đội này như kiểu đội kiểu sinh viên đi lên ấy, kiểu sinh viên học sinh ấy, xong rồi kiểu lấy đúng cái tên kiểu kiểu rất là bình thường có mỗi ông Khánh ấy, đấy là Yuma. Đội này có vẻ cũng mạnh. Đội này có vẻ cũng mạnh tôi nghĩ là một bạn mà hay xem Facebook của tôi hay theo dõi Facebook của tôi cũng chắc không phải đội yếu đâu. À, e Sport chúng ta có Lý Nhật Lâm, bạn này là bạn Lâm Mơ. Đây là Lâm Mơ ngày xưa mà thi đấu rất là nhiều team khác nhau Người phán xử Lý Nhật Lâm Nếu mà tôi nhớ không nhầm Đây là Lý Nhật Lâm hay đúng không ta à, Nhưng bạn Lý Nhật Lâm này cũng có Facebook với tôi luôn Tiếp theo Trần Xuân Thắng, Sắc Hiền, Ngọc Phú, Nam Tổng và Nguyễn Ngọc Quốc Chưa biết là tên là gì Amore Sport Ôi, hồi xưa tôi cứ nghĩ đội này là đội tên là anh 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 em sport cơ <laughs> Chick -vâu. à, Lý Nhân Lâm đấy thề Chikavau, oh, đúng là bảng này cũng là bảng tử thần nó phát đùa đâu. Bảng này tử thần nó phát nhé, cả ba đội mà chúng ta soi đều đã có cái nhân tố mà một là tôi quen biết, hai là nhân tố mà có thực lực. Tiếp theo thì PTE thú Thọ Esports chúng ta cũng có đó là PTE HMT03, HMT103, hộp hộp ma thuật 103. H -H Đấy, tiếp theo là ngọc hòa chưa là tên dũng đỗ đỗ mạnh dũng một bạn này cũng đã chơi fifa khá lâu rồi tiếp theo là nguyễn hoàng tuấn phong bạn này cũng có cũng có hình như có fan facebook với tôi luôn PH18 tám đây cũng là một cái đội mà không biết là bây giờ trình độ họ thực sự như nào nhưng như là phú thọ E-sport có bắn uh, giải uh, quân đoàn tranh đấu cũng chưa, không chứ không nhỉ như là có bắn sao ấy như có bắn đấy tiếp theo chúng ta có hà nội Team với nguyễn tiến mạnh forte nguyễn hoàng việt việt le và bạn này không hiểu sao trên kênh của Gaina lại ghi là Việt 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 theo đấy nên thật ra bạn này là Việt Lê đấy, tên bạn là Phạm Hoàng Việt tiếp theo là Huy Long Huy Huy Lock. Huy Lock <laughs> Ác tiếp theo là Nguyễn Nhật Hào bò bảy màu và Nguyễn Trương Nhất Triệu Đôn 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 Mi Đôn, Đôn Mi Đôn Mỹ thì đấy thì đội này chúng ta thấy có một cái tên quen thuộc đến là Champion Vify trước đây đó là bò bảy màu không biết là bây giờ team Champion Vify đi đâu như team này bay màu khi mà mờ hoàng đi chuyển qua ranking esports rồi thì bò bảy màu thì đầu cho hà nội team thì tôi vẫn nghĩ là cái hà nội team luôn là một trong những đội mà mà có cái thực lực có cái thực lực có cái trình độ nhất định đấy, cho dù ở thế hệ nào họ đi nữa thì cái tên hà nội team nó vẫn là một cái gì đấy nghe nó rất là chiến Pepsi VN chúng ta có Nguyễn Thế Anh, Vi Văn Miền, hai bạn này, hai bạn này là hai bạn mà có ad Facebook của tôi. Nhìn như cả Nguyễn Hữu Lộc nữa. Đội này thì có vẻ như đội này khá quen mặt ạ. Đội Pepsi này có vẻ là vẫn là cái đội hình mà 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 mà, mà đợt trước họ chơi á vẫn là đội hình mà đợt trước chơi á không 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 vớ vẩn đâu đội này mạnh á Bạn này đúng bảng tử thần rồi tiếp theo là Xiao Hen Bùi Việt Anh MG M Quân Hờ Phạm Huy Cương bạn này cũng có Facebook với tôi luôn Phạm Huy Cương Trần Bình Dương Di và Phạm Hoàng Duy XU ui Ôi, team này cũng toàn mấy ông Ông Mờ Quân, ông Huy Cương Với cả ông Hoàng Duy này, ông x này Cũng là bạn Phạm Hoàng Duy này tôi nhớ Vì ngày xưa là khi mà Đăng ký tay đau buổi tối tôi vẫn Yêu cầu các bạn phải cung cấp tên thật Thì ở đây có Mờ Quân, Hờ, Hờ Cương Và x này trông quen lắm à, Trông quen lắm Ồ, thế team Xiao Hen này cũng Không phải là team vô danh đâu các bạn ạ Cũng là team có thực lực đấy Nói chung là vào đây tôi nghĩ các bạn thì cũng phải ở một cái trình độ rất là cao rồi nhưng mà team này thực ra là cũng rất là ghê á Và khá là chiến, khá là chiến Tiếp theo thì chúng ta có Rikid Esports à, Rikid Esports thì có Lương Chí Bảo, Lương, Lương Chí Bảo này là thành viên cũ của SUG Đỗ Trọng Hiếu, Đỗ Trọng Hiếu là Hiếu Đỗ không ta? Lương Chí Bảo này Có Facebook với tôi luôn mà Lương Chí Bảo này là Lương Chí Bảo là BL mà Lương Chí Bảo là BL mà Lương Lương Chí Bảo này là BL mà mùa trước các bạn cho Genius Sport hình như là team Brickit này Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang này Nguyễn Thanh Sang này là ai ta Bộ này nó là tên gì cả Nguyễn Thanh Sang này là Nghe quen thế nhỉ Hoàng Văn Trường này Hoàng Văn Trường này là cũng tên quen lắm đấy này Hoàng Văn Trường Hoàng Văn Trường này là bạn, à, để tôi từ từ tôi uh, google phát biệt ngay Hoàng Văn Trường này nickname, Hoàng Văn Trường này trước bắn cho NTN Esports, nickname là gì nhỉ Đấy còn Nguyễn Thanh Sang hộ này toàn có friend với tôi hết ở trên Facebook Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thanh Sang mà là bạn bè của mình <laughs> Nguyễn Thanh Sang Nói chưa mấy bạn này có có bắn tại đâu Lương Chí Bảo này là BL này Đỗ Trọng Hiếu này là thần đồng Hiếu Đỗ ấy <laughs> Đỗ Đỗ Hiếu ấy à, Ô đội này trông này kinh đấy Rick Ricky e Rick, sport Căng à, Đỗ Trọng Hiếu này là Hiếu Đỗ Thanh Sang Thanh Sang của Hoàng Văn Trường là là gì nhỉ Văn Trường Rõ ràng là mình nhớ là có kết bạn Facebook với mình mà Nhưng mà không Không nhớ tên nó là gì thôi Không nhớ tên nó là gì thôi Nó có bắn tay tao buổi tối Nó có bắn tay tao buổi tối đây Tôi vẫn còn chat của nó với tôi luôn cơ Trước này nó bắn Nó trước là thả bắn nó nhiều tim á À trường G thì phải à, Văn Trường này trường G thì phải Nếu mà à, Trường G đúng rồi trường G chuẩn rồi, Chuẩn luôn Trường G thần đồng hiếu đỗ ô <laughs> oh, đội này mạnh á rick rick kid mùa này mạnh á à, ăn trường này trường g đây rồi ta chuyển qua team tiếp theo ppt ui đội này thì mạnh luôn nguyễn trường giang là Duke đúc lâm trí hôn là tôm sách tay lâm trí hôn là tôm xt nguyễn trần nguyễn duy bảo trần nguyễn duy bảo trần nguyễn duy bảo, trần, nguyễn, duy bảo. Trần Nguyễn Duy Bảo này là ai ta? Trần Nguyễn Duy Bảo này Trần Nguyễn Duy Bảo phải là Lusara không ta Hay là Death ra Đấy, Trần Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Anh Duy Trong đội này Lu tên nó thật đó là gì ta Lu Nói chung đội này là đang có Đội này là đang có Tomic T, NHP Thằng này là thằng NHP NHP này, NHP này Nguyện, Nguyễn Trần Nguyễn Duy Bảo như là Lusara Nếu mà tôi giờ không nhầm Hoặc là Death, một là Death hay là Lusara Đấy, nhưng mà đây Ủa, tên sừng sỏ đội mạnh á Đội PPT mạnh Bà cháy bộ chết Đội này toàn có kinh nghiệm chơi... Uh, chơi... chơi... Uh, ấy rồi Toàn có kinh nghiệm chơi... Um, chơi ở trên VFL rồi Lâm Chí Hôn thì là Tomic T rồi Chuẩn luôn Chuẩn luôn, chuẩn luôn Còn một trong hai thằng Duy Bảo, anh Duy này là Lusara và Death Đấy, Death hoặc là Lusara, đấy như thằng duy bảo là đế thì phải còn thằng anh duy này là Lusara sara à, đội mạnh luôn quá ghê quá ghê quá ghê đội bắn dê tiếp theo là dcs esport nguyễn hoàng hải bạn này chơi lâu phết rồi này tiếp theo là nguyễn hoàng thành trạng tân kim tài võ nguyễn võ vân an và nguyễn công vinh dcs 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 thì ta không có đội này thì cũng bắn nhiều giải rồi đội này cũng bắn nhiều giải rồi Đấy, cũng là một cái tên tuổi rất là ghê gớm tiếp theo là Leon Group Leon Group thì có Trần Quốc Nhàn này là Cam này <laughs> Đấy, Lê Hoàng Tân là Tân đẹp dai này Tân Tân DZ này Nguyễn Trí Dũng Nguyễn Kim Khang Nguyễn Quang Huy Đấy, nói chung mà đội Leon Group này thì ghê rồi Leon Group Leon Group này nếu như mà theo tôi biết là như họ có cả say ke không Seike là Quang Huy đúng không ạ xây là Quang Huy là. Kim Khang với Chí Dũng Kim Khang là A Lanh à A Lanh là Kim Khang đúng không Đấy, Đấy thì thì Lion Group này Ba trai cũng chết rất là nhiều fan hôm hôm bắn giải chắc là nhiều người hâm mộ ấy. Bến Tre Sport Huỳnh Thanh Đô bạn này tên quen fan Nhật Linh Nhật Linh nó phải Linh á tên tên nào ấy tên nó là hay ấy phan nhật linh nhật linh à, không phải nhật không phải nhật linh nhá không phải nhật linh nữa. nhật linh không biết cái này là bên A, nào nào thiếu chữ không ôi cái bảng này kinh á bảng này toàn em thủ chuyên nghiệp bắn nó căng đẹp luôn bảng này gọi là bà bà cháy bộ chết bà bà chết bộ cháy càng đẹp, và khét là lẹt khiếp của nó đấy khiếp của nó đây anh em ạ <laughs> Đây, chúng ta xem nốt bằng 3 Nguyễn Bảo Thành, B Thành, MVH, NTH, Zemin và NM, NMH, Academy. mấy bạn này tôi chịu luôn. Mấy bạn này chắc là mới quá, mấy bạn này chắc là ra đời rất sau 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 cái thời kỳ mà custom ngày xưa. DJ của Hoàng Nhật Tân, à, Hoàng Nhật Tân. Huỳnh Tấn Phát, ui ông Huỳnh Tấn Phát này cũng quen này. Nguyễn Hoàng Phúc, Đặng Văn Trường, Nguyễn Đào Tấn Tài. À ghê chứ nhỉ, Đặng Văn Trường. Đội này đi đi dây support. Đi dây support thì có ai ta? Không nhớ lắm. Đây là đây cũng là một đội mà có 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 tương lai. Có gọi là quen mặt Nguyễn Quang Vinh, Cao Duy Khanh. Dương Công Tuấn, Ngô Gia Phúc, Nguyễn Văn Hải Đây là team phe Team phe thì bây giờ có ai nhỉ Phe lâu lắm rồi phe này phải hỏi Panda Không thể có Thiều Văn Thuận Panda không bắn nữa Đấy. Tiếp theo là team style, Đỗ Hồng Sơn, Bùi Ngọc Ánh, Bùi Quang Vũ Bùi Ngọc Ánh con gái Phạm Quốc Anh, Đặng Trung Sơn Bạn nào có thông tin về team Freestyle Thế mình quen nhỉ Team free Freestyle, freestyle free style, free fighting quen anh ạ à? không tôi chỉ biết team freestyle ở pubg thôi <laughs> này tôi không biết tiếp theo là wdt bùi nhật linh bùi nhật linh à một người chơi rất lâu rồi bạn bnl bạn lâu lắm đấy bnl bạn lâu lắm rồi trần trung thắng lớp bay lava vương hoài tâm lương chế khanh phin phim mà BNL này tôi phải xem với tôi phải nhớ các bạn này bắn ở trong tay tao buổi tối từ hồi 2020 từ hồi 2019 này 2020, BNL bắn lâu lắm rồi Đấy, BNL này cái đội WDT Sport là một đội khá quen mặt ở tay tao buổi tối hồi xưa Đấy, Lê Nguyễn Hoàng Kha này Lê, Lê Nguyễn Hoàng Kha tên cũng lại quen Lê Nguyễn Hoàng Kha không phải khoa mà Kha bạn này Lê Nguyễn Hoàng Kha trên facebook của tôi cũng có bạn này nhưng mà cũng không phải là một bạn thì quá nổi bật tiếp theo là huỳnh văn trường của dragon infinity dragon infinity à dragon infinity thì có trần văn minh này là văn văn minh luôn không phải là văn minh luôn đồng đức anh nguyễn văn quy quy là du Di phải có Đức Anh này là DGI Đức Anh luôn này đấy. Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu là nói chung là có một thằng là Juji, nó không biết là Văn Quy thằng Văn Quy này là thằng Juji và trung đội này thì bắn cũng được đội này bắn cũng được tiếp theo là Sơ Ba Lâu E Sport đội là S-E đấy e là SE gì đấy SLE. Trần Mạnh Trường Trần Quang Kiệt Tạ Ngọc Quân Nguyễn Ngọc Phan Swallow Esports Viết tắt là SE luôn Viết tắt là SE à, Swallow Esports này thì Không biết là có có những ai Thì như đội này có ông Leo gì phải Leo như là Tạ Ngọc Quân này Đúng không ta? Leo như là Tạ Ngọc Quân này phải Đó, à, như là thế Sờ ta Sài Gòn Huỳnh Trung Kiên Đỗ Quang Huy Lê Nhật Hào Đặng Minh Hữu Chu Trọng Tấn Đúng không? quá khó để quá khó rồi mình có thể luận ra chính là cái bảng 2 còn mấy bạn thì biết biết tại vì mấy ông này có bao giờ ứng dụng tin thật đâu đây là tim gác kiếm chúng ta có ntt văn 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 tý à, cái bạn văn tý này là ngày xưa là ở bắn ở trong cái giải gì mà tìm kiếm tài năng gì gì hồi lâu lắm à. từ hồi 2021 à. từ hồi trước khi mà tôi tổ chức cái tay đầu buổi tối đợt hai cơ Đấy, lê xuân đào nguyễn xuân đào nới d Lê Trung Nam Azir Hoàng đế Surima Hoàng đế Miracle Esports chúng ta có Captain Nguyễn Văn Tuấn Captain này có phải ở team 69 năm sắp không? Đấy, Lưu Bị Echo Quách Lan Hương và Hen 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 Sun 2X Đây là FPS Esports Chu Văn Thăng The Best Võ Thành Nhân Nguyễn Thành Nam, Tờ Nam, Nguyễn Hoàng Mộng, Hờ Hờ Mộng, Hoàng Mộng, Hờ Mông và Nguyễn Huy Anh. Ô oh, đội FPS này cũng có mấy bạn quen này, mấy bạn này cũng có bắn custom mới kiểu này. Spangler Gang. Ui, Nguyễn Văn Diễn là Văn Diễn là Sunny D mà. Đinh Nam San là DDS mà. Đội đội SS S SUG trả hình à? Bây giờ thành SPG, SUG trả hình à? <laughs> Phạm Lương Sơn là Sơn Sơn Tử Tế ấy. à? Đặng Đình Phúc Đặng Đình Phúc Đặng Đình Phúc Đặng Đình Phúc uhm. không Có bắn phi phai Không nhớ, không nhớ chính xác tên Rồi đây S, 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 S Google chả hình à? Ừ, trả hình <laughs> Spengler Gang Tên trật tuổi bây giờ không đặt là step up gaming academy à step up gaming nữa mà là Spangler gang vẫn là s đấy. g đinh đam san nguyễn văn diễn nguyễn văn diễn là 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 sunny D mà à, lương sơn đặng đình phúc trần đức tuấn à, Toàn trái hình này <laughs> Toàn trái hình khiếp thật à, khiếp thật đấy ok nói chung là mình cũng nhận diện được một số các đội uh, mạnh ở trong cái nhóm bán chuyên này thì hy vọng là các bạn bán chuyên này sẽ bắn tốt ở trong vòng loại Việt Nam chúng ta có những cái thưởng thức và hy vọng là thực ra ấy, tự hy vọng là là sắp tới Việt Nam sẽ có nhiều sân chơi hơn cho các bạn bán chuyên này để chúng ta quen mặt các bạn nhiều hơn nói chung là một tháng nên có một giải scream bán chuyên cho tầm 36 đến 48 độ 36 độ được đấy ví dụ như là sau cái đợt Free Fire World Series này thì bên là Free Fire duy trì cái hệ thống thi đấu bán chuyên này cho tầm cho tầm 36 độ gì đấy để cho họ được bắn hàng tháng với nhau ở một cái cấp độ nó cao thì thì, thì tôi nghĩ là nó sẽ ok hơn đấy, cũng 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 hy vọng như thế chứ thật ra cái nhóm này nói thật là nhóm này để mà cạnh tranh với cả cái nhóm đi fifa world series và bây giờ bạn bảo bốc ra hai ông này bốc ra hai ông trong số các đội này rồi cho đi gặp thái gặp indo <laughs> hơi chênh thái đơ hơi chênh à, ok thì đó là một số thông tin mang đến cho các bạn đến ban đội đội bán chuyên của uh, fifa world series vòng loại việt nam còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đừng quên là mùng hai mùng ba tháng bốn mùng hai mùng ba mùng bốn tháng hai thì nhớ online xem giải và cổ vũ các đội đấy nha có tôi bình luận <laughs> bye bye